Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Và sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức Canada được cập nhật trong những giờ qua. Canada và các đồng minh kêu gọi ngừng bắn 21 ngày ngay lập tức giữa Lebanon và Israel. Canada đã cùng với Hoa Kỳ, các đồng minh G7 và một số quốc gia Trung Đông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại biên giới Israel-Lebanon sau khi số vụ không kích gia tăng trong những ngày qua. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên quyết khi đến New York dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hàng trăm người đã thiệt mạng ở Lebanon trong tuần này khi Israel nhắm mục tiêu vào quân đội Hezbollah để ngăn chặn hơn 11 tháng giao tranh xuyên biên giới. Trong một tuyên bố chung, các quốc gia G7, Liên minh châu Âu cùng với Australia, Saudi Arabia, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhấn mạnh rằng xung đột ở Lebanon vốn leo thang sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel gần một năm trước, gây ra rủi ro không thể chấp nhận cho một cuộc leo thang khu vực lớn hơn. Họ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày tại biên giới Lebanon-Israel nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao. Tại New York, Netanyahu khẳng định chính sách của Israel là tiếp tục tấn công Hezbollah một cách mạnh mẽ cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho cư dân phía Bắc trở về nhà. Israel đã không kích 75 mục tiêu ở Lebanon, trong đó có một nơi được cho là đã tiêu diệt chỉ huy drone Hezbollah. Trong tuần này, hai công dân Canada đã thiệt mạng tại Lebanon. Thủ tướng Justin Trudeau mô tả tình hình ở Lebanon là thảm khốc. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly đã lên án cái chết của hai người vô tội này. Đảng NDP đã gia tăng áp lực buộc Canada phải sơ tán công dân khỏi Lebanon, nhưng chính phủ cho biết điều này chỉ diễn ra nếu không còn khả năng rời đi bằng phương tiện thương mại. Bộ trưởng Quốc phòng Bill Blair cho biết vẫn còn khả năng rời đi và nhấn mạnh rằng chính phủ đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán. Đại biểu Quốc hội tranh luận về động thái bất tín nhiệm thứ hai của đảng bảo thủ đối với Thủ tướng Trudeau. Các đại biểu Quốc hội đang thảo luận về động thái bất tín nhiệm thứ hai của đảng bảo thủ đối với chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau trong tuần này. Sau khi nỗ lực đầu tiên của lãnh đạo đảng bảo thủ Pierre Poilievre nhằm hạ bệ chính phủ thiểu số tự do thất bại với tỷ lệ 211-120, Hạ viện lại bị chiếm giữ bởi một nỗ lực khác từ phe đối lập chính thức. Trong một tuyên bố vào thứ Năm, đảng bảo thủ nhấn mạnh rằng sau 9 năm, chính phủ đã tăng gấp đôi chi phí nhà ở, đánh thuế thực phẩm, trừng phạt lao động, thả tội phạm và tập trung quyền lực. Họ cho rằng Hạ viện đã mất niềm tin vào chính phủ và kêu gọi cắt giảm thuế, xây dựng nhà ở, sửa đổi ngân sách và chấm dứt tội phạm. Cuộc tranh luận đã diễn ra vào 10 giờ sáng theo giờ miền Đông và đã tiếp diễn trong suốt cả ngày. Một cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới. Bloc Québécois đã yêu cầu đảng tự do đáp ứng nguyện vọng của họ để tránh bầu cử trước năm mới, trong khi NDP cho biết công chúng không muốn bầu cử vào lúc này. Điều này có thể dẫn đến kết quả tương tự như lần trước. Tuy nhiên, không bên nào tuyên bố sẽ bỏ phiếu như thế nào về đề xuất của Poilievre. Đảng bảo thủ kêu gọi các đảng đối lập ngừng ủng hộ phe tự do để mang lại sự cứu trợ cho người dân Canada. Với thỏa thuận cung ứng của NDP không còn hiệu lực, chính phủ của đảng tự do đang chuẩn bị cho nhiều bài kiểm tra lòng tin trong mùa thu này. Lãnh đạo Hạ viện Karina Gold đã phát biểu rằng thật khó xử khi chúng ta lại ở đây hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với lãnh đạo đảng bảo thủ, nhấn mạnh rằng ba đảng trong Hạ viện thực sự muốn làm việc vì lợi ích của người dân Canada. Deloitte dự đoán kinh tế Canada tăng trưởng nhẹ, lãi suất sẽ giảm dưới 3% vào năm tới. Deloitte Canada dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng nhẹ vào năm tới và Ngân hàng Canada sẽ hạ lãi suất xuống dưới 3% vào giữa năm 2025. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mùa thu, họ dự đoán lãi suất sẽ giảm xuống 3,75% vào cuối năm nay và 2,75% vào giữa năm sau. Mặc dù thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại, Deloitte cho rằng Canada sẽ tránh được suy thoái kinh tế
mặc dù chi phí vay mượn vẫn cao. Chúng tôi tin rằng năm tới sẽ tốt hơn, bà Dawn Desjardins, nhà kinh tế trưởng của Deloitte Canada cho biết. Lạm phát ở Canada đã giảm xuống 2% vào tháng 8, từ 2,5% vào tháng 7. Tuy nhiên, lãi suất cao vẫn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động. Deloitte dự đoán lãi suất trung lập là 2,75%, cao hơn mức trước đại dịch COVID-19. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng giá nhà, đặc biệt là tiền thuê, vẫn ở mức cao, mặc dù lãi suất dự kiến sẽ giảm. Deloitte cho rằng sự phục hồi của thị trường nhà ở sẽ chỉ ở mức khiêm tốn nếu không có sự gia tăng đáng kể về nguồn cung nhà ở. Bà Desjardins cho rằng vấn đề khả năng chi trả sẽ không được cải thiện nếu nguồn cung nhà ở không được nâng cao. Chúng tôi biết Canada đang gặp khó khăn trong việc cung cấp nhà ở, bà nói. Alberta dẫn đầu tăng trưởng khởi công xây dựng nhà ở tại Canada. Alberta nổi bật trên thị trường nhà ở Canada với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng tại Calgary và Edmonton trong nửa đầu năm 2024, trong khi các thành phố lớn khác gặp tình trạng chậm lại. Theo báo cáo cung cấp nhà ở HSR của Tổng công ty Thế chấp và Nhà ở Canada CMHC, tổng số nhà ở khởi công tại 6 khu vực đô thị lớn nhất Canada đạt 68.639 căn, trong đó Alberta đóng góp khoảng 4% nhờ vào khả năng chi trả tốt hơn và nền kinh tế mạnh mẽ. Cùng thời gian này, Montreal cũng ghi nhận sự gia tăng khởi công từ 40 đến 70%. Ngược lại, Toronto, Vancouver và Ottawa chứng kiến mức giảm từ 10 đến 20% do lãi suất cao và chi phí sinh hoạt tăng. Xu hướng xây dựng căn hộ cho thuê nổi lên với gần nửa số căn hộ khởi công là nhà cho thuê. Tuy nhiên, số lượng căn hộ chung cư khởi công giảm ngoại trừ Calgary và Edmonton do khó khăn trong việc đạt doanh số bán trước. Dù gặp nhiều thách thức, các nhà phát triển vẫn tích cực hoàn thành các dự án hiện tại với số căn hộ hoàn thành lập kỷ lục mới tại 6 CMA trừ Montreal và Vancouver. Nhiều chính quyền đang thực hiện các biện pháp để tăng cường nguồn cung và đa dạng hóa nhà ở, mặc dù hiệu quả của các biện pháp này vẫn chưa được xác định. Du khách đến Alberta chi 12,9 tỷ đô la trong năm 2023, lập kỷ lục mới. Ngành du lịch Alberta đã ghi nhận chi tiêu kỷ lục từ du khách trong năm 2023. Theo thống kê Canada, du khách đã chi 12,9 tỷ đô la, tăng gần 20% so với kỷ lục trước đó là 10,7 tỷ đô la vào năm 2022. Chi tiêu của du khách quốc tế cũng đạt mức kỷ lục, tăng 25% so với năm 2019, lên 2,9 tỷ đô la so với 2,3 tỷ đô la của năm trước đó. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Joseph Chow cho biết, chúng ta đã đặt mục tiêu đầy tham vọng tăng trưởng kinh tế du lịch Alberta từ 10 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la vào năm 2035. Chúng ta đang trên đường đạt được mục tiêu này. Mặc dù số liệu chi tiêu cho năm 2024 chưa được công bố, nhưng việc công viên quốc gia Jasper đóng cửa 2 tháng vì cháy rừng có thể ảnh hưởng đến doanh thu du lịch trong năm tới. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp, hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905-920-1463. Thủ hiến Legault yêu cầu Poilievre cam kết giảm một nửa số lượng người nhập cư tạm thời. Sau khi bày tỏ ủng hộ đảng bảo thủ của Poilievre vào tuần trước, thủ hiến Quebec François Legault khẳng định rằng sự ủng hộ của ông sẽ dựa trên lập trường của các đảng về vấn đề nhập cư. Tại cuộc họp báo vào sáng thứ Năm ở Quốc hội, Legault yêu cầu các đảng viên liên bang cam kết giảm một nửa số lượng người nhập cư tạm thời vào Quebec. Theo Cục Thống kê Canada, hiện có 588 người nhập cư tạm thời ở Quebec, một con số mà Legault được cho là quá cao, gây áp lực lên các dịch vụ công. Legault mong đợi tất cả các đảng liên bang cam kết cắt giảm một nửa số người nhập cư tạm thời trước cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Tuần trước, ông đã kêu gọi khối Quebecois
bỏ phiếu cùng đảng bảo thủ để lật đổ chính phủ của Thủ tướng Trudeau, cho rằng Ottawa chưa giải quyết đủ vấn đề nhập cư. Ông cũng thừa nhận rằng chưa từng thảo luận vấn đề này với Pierre Poilievre. Thủ hiến Legault nói rằng Ottawa đã ưu ái ngành công nghiệp pin của Ontario hơn là Quebec. Thủ hiến François Legault của Quebec cho biết chính phủ liên bang đã khiến Quebec bị thiệt thòi so với Ontario trong ngành công nghiệp pin. Trong một cuộc họp báo, ông cho biết sự hỗ trợ tài chính từ liên bang cho các dự án pin công nghiệp của Ontario vượt xa so với những gì được phân bổ cho Quebec, đặc biệt là dự án của công ty Northvolt. Vào hôm thứ Tư, Ottawa đã cảnh báo Quebec không nên tái phân phối khối lượng năng lượng dành riêng cho công ty thủy điện Northvolt cho các doanh nghiệp khác trong dự án xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Montreal-Ruggie. Ottawa cũng như là Quebec đã đầu tư vào dự án trị giá 7 tỷ đô la này, đồng thời cho rằng việc rút bớt phần điện cung cấp đảm bảo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhà máy. Khôi phục quy định đeo khẩu trang tại bệnh viện ở Nova Scotia do gia tăng bệnh hô hấp. Nova Scotia đã áp dụng lại quy định đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cho du khách và nhân viên y tế. Giám đốc y khoa của Nova Scotia Health, Shelley McNeil, cho biết quy định này áp dụng cho tất cả những người có mặt trong các khu vực lâm sàng. Bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm Lisa Barrett cho biết quyết định này được đưa ra để ứng phó với biến thể COVID-19 mới và sự lây lan của nó. Bà nhấn mạnh rằng COVID-19 vẫn nguy hiểm mặc dù đã có vaccine, nhiều ca tử vong và nhập viện hơn cả bệnh cúm. Ngoài COVID-19, cúm, ho gà và virus hợp bào hô hấp RSV cũng đang gia tăng ở nhiều khu vực của Canada. Katrina Belvins ở Calgary chia sẻ trải nghiệm đau lòng khi con của cô bị mắc RSV và phải nhập viện. Việc khôi phục quy định đeo khẩu trang có thể giúp bảo vệ những gia đình khác khỏi tình huống tương tự. Ở New Brunswick, quy định này đã được áp dụng cho nhân viên y tế và bệnh nhân từ đầu tháng 9. Cắt giảm thuế lãi vốn trong tầm ngắm của báo cáo về khả năng chi trả nhà ở. Theo một báo cáo từ tổ chức Canadians for Tax Fairness, việc các công ty đầu tư vào bất động sản đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở Canada. Báo cáo chỉ trích chính sách thuế lãi vốn và các quỹ đầu tư bất động sản REIT đã tài chính hóa thị trường nhà ở, làm tăng sở hữu từ các nhà đầu tư tài chính. Tổ chức này kêu gọi Ottawa điều chỉnh tỷ lệ lãi vốn để cải thiện tình hình. Silas Rep, tác giả của báo cáo cho biết, tình trạng tài chính hóa ngày càng gia tăng đã góp phần vào cuộc khủng hoảng khả năng chi trả và điều này được làm trầm trọng thêm bởi chính sách thuế ưu đãi cho lãi vốn và REIT. Ông nhấn mạnh rằng thay đổi tỷ lệ lãi vốn là rất quan trọng để đưa thuế lãi vốn gần hơn với các loại thuế thu nhập khác. Trong năm 2023, giá thuê nhà đã tăng 8%, trong khi lương chỉ tăng 5%. Mặc dù lạm phát giảm còn 2%, giá thuê nhà vẫn tăng 8,9% so với năm trước. Báo cáo cho biết, các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản đã tăng cường lợi nhuận từ lãi vốn lên 700% từ năm 2002. Các quỹ đầu tư bất động sản REIT hiện đang nắm giữ 200.000 đơn vị cho thuê trên toàn Canada đã tăng giá thuê cao hơn lạm phát để tận dụng chính sách thuế lãi vốn ưu đãi. Ottawa đã đề xuất tăng tỷ lệ lãi vốn cho các công ty và quỹ lên 2/3 từ một nửa, nhưng dự luật chưa được thông qua. Báo cáo cũng đưa ra một số gợi ý như là xây dựng 1 triệu căn nhà không thuộc thị trường trong vòng một thập kỷ tới và chấm dứt chính sách thuế ưu đãi cho REIT. Cảnh báo từ cảnh sát BC về lừa đảo dùng ảnh nhà để tống tiền. Cảnh sát BC vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng email để tống tiền nạn nhân bằng cách đe dọa tiết lộ các bức ảnh, video và thông tin cá nhân nhạy cảm cho bạn bè và gia đình của họ. Cảnh sát Coquitlam cho biết đã nhận được 18 báo cáo về kiểu lừa đảo này trong tuần qua. Kẻ lừa đảo thường gửi kèm một bức ảnh của nhà nạn nhân để khiến họ tin rằng mình có nhiều thông tin cá nhân về họ. Cảnh sát cho biết những bức ảnh này thường được tìm thấy qua các tìm kiếm đơn giản trên Internet, chứ không phải là do kẻ lừa đảo chụp.
Nạn nhân thường được yêu cầu chuyển tiền vào một ví Bitcoin, nếu không các hình ảnh và thông tin nhạy cảm sẽ bị gửi đến người thân của họ. Kiểu lừa đảo này có thể rất thuyết phục vì kẻ lừa đảo đã liên lạc trực tiếp với nạn nhân và cung cấp thông tin cá nhân có sẵn để gia tăng tính thuyết phục. Cảnh sát khuyến cáo, công chúng nên cảnh giác với các loại lừa đảo này và báo cáo ngay cho cảnh sát nếu gặp phải. Hiện tại, chưa có nạn nhân nào báo cáo với cảnh sát đã gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo có thể rất thuyết phục, sử dụng các chiến thuật gây áp lực và đe dọa. Cảnh sát kêu gọi những ai gặp phải tình huống tống tiền, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Nếu trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến, hãy ngừng mọi liên lạc với kẻ lừa đảo và ngừng sử dụng tài khoản liên lạc, nhưng không xóa chúng. Giữ lại mọi thông tin liên lạc, lưu lại tên người dùng, thông tin tài khoản mạng xã hội, sao chép các cuộc trò chuyện cùng với bất kỳ hình ảnh hoặc video nào đã được gửi. Trung tâm chống gian lận Canada duy trì cơ sở dữ liệu về các vụ lừa đảo gần đây và cung cấp tài nguyên cho nạn nhân và những người muốn tránh bị lừa. Trung tâm cho biết đã giúp khôi phục khoảng 7 triệu đô la bị mất do lừa đảo ở Canada từ năm 2021 đến năm 2023. Năm ngoái, ước tính có khoảng 569 triệu đô la đã bị mất do lừa đảo, trong khi số tiền bị mất từ đầu năm 2024 cho đến nay là 284 triệu đô la. Thuốc nhỏ mắt bị thu hồi tại Canada do nguy cơ nhiễm trùng. Pendopharm, công ty dược phẩm có trụ sở tại Montreal, đã thu hồi một số loại thuốc nhỏ mắt Bromelain vì nguy cơ vi khuẩn phát triển có thể dẫn đến nhiễm trùng mắt. Các sản phẩm có mã số 02009277, dung tích 5mm và 10mm, có hạn sử dụng đến các ngày như là 30 tháng 4 năm 2025 và 31 tháng 8 năm 2026. Khuyến cáo từ chính phủ Canada cho biết trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu dễ bị nhiễm trùng hơn. Đối với người khỏe mạnh, nguy cơ nhiễm trùng từ thuốc này là tương đối thấp, thường có thể tự khỏi. Người tiêu dùng được khuyến nghị trả lại sản phẩm cho hiệu thuốc và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu gặp vấn đề về sức khỏe. Pendopharm cho biết, thử nghiệm phát hiện chất bảo quản của sản phẩm không hiệu quả như mong đợi, làm tăng nguy cơ vi khuẩn. Các triệu chứng nhiễm trùng có thể bao gồm đau mắt, thay đổi thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và tiết dịch. Tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến mất thị lực hoặc nhiễm trùng toàn thân. Bộ Y tế Canada đang theo dõi tình hình và sẽ thông báo cho công chúng về bất kỳ rủi ro sức khỏe mới nào. Ca sĩ nhạc rap người Canada Keenan bị buộc tội tấn công tình dục sau khi bị bắt tại thành phố Quebec. Nam ca sĩ 47 tuổi tên thật là Keenan Abdi Wasami, nổi tiếng với ca khúc Waving Flag năm 2009, từng là bài hát quảng bá cho giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2010. Theo một phát ngôn viên của cảnh sát thành phố Quebec, Canan đã bị bắt vào thứ hai. Ngay sau ngày anh có mặt tại Toronto để nhận giải thưởng tác động văn hóa Sokan cho ca khúc Waving Flag. Theo cáo trạng, Canan bị cáo buộc tấn công tình dục một người nào đó trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2010 tại thủ phủ của tỉnh. Cuộc điều tra sơ bộ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2025. Nghi phạm vụ giết người kép năm 2022 ở Etobicoke có thể đang ở GTA. Cảnh sát Toronto đang kêu gọi sự trợ giúp của công chúng để truy tìm Philip Brand, 34 tuổi, nghi phạm trong vụ giết người kép xảy ra tại một khu phức hợp công nghiệp ở Etobicoke vào tháng 1 năm 2022. Brand đã bị xác định là nghi phạm vào tháng 8 năm 2022 sau khi hai nạn nhân là Minja Lee Wall, 24 tuổi và Chadir Riet, 20 tuổi từ Mississauga bị bắn chết. Vụ việc xảy ra vào đêm 3 tháng 1 năm 2022 tại địa chỉ số 150 13th Street. Một người phụ nữ khác cũng bị thương nhưng đã sống sót. Cảnh sát đã truy nã Rand và Daryl Thompson, 24 tuổi, vì tội giết người cấp độ 2. Cả hai đều nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Sở Cảnh sát Toronto. Hôm thứ Năm, cảnh sát đã thông báo có thông tin cho rằng Rand đến từ khu vực Peel, hiện đang ở khu vực đại đô thị Toronto. Anh ta được mô tả là một người đàn ông da đen, cao 1m85, nặng khoảng 90kg, có thân hình cơ bắp,
mắt nâu và tóc đen thường được tích lại, cùng với nhiều vết sẹo trên cơ thể. Cảnh sát khuyến cáo nếu ai thấy Grant, hãy gọi ngay số 911. Bất kỳ ai giúp anh ta trốn tránh việc bắt giữ có thể bị coi là đồng phạm. Họ cũng đã công bố một bức ảnh mới của Grant và kêu gọi cung cấp thông tin cho cảnh sát hoặc Crime Stoppers một cách ẩn danh. Người dân Toronto làm camera giả để ngăn xe chạy quá tốc độ. Không phải ai ở Toronto cũng ủng hộ camera giám sát tự động, nhưng một cư dân đã quá yêu thích biện pháp này đến mức tạo ra một camera giả ở khu phố của mình để khuyến khích người lái xe giảm tốc độ. Được áp dụng từ năm 2020 để kiểm soát các phương tiện vi phạm, camera giám sát tốc độ tự động đã giúp người lái xe chậm lại. Một camera giám sát tốc độ tự động đã ghi được tới 3,6 triệu đô la tiền phạt trong chưa đầy một năm rưỡi. Tuy nhiên, biện pháp này cũng gây ra sự tức giận cho nhiều người khi một số camera đã bị phá hoại, lật đổ hoặc là hủy hoại bởi những tài xế vi phạm hoặc những người phản đối. Ở khu vực West Rose, một cư dân đã lắp đặt một camera giả làm bằng gỗ gần đường Kingston và Port Union. Chiếc máy này được tạo hình và sơn sao cho trông giống hệt với một camera giám sát tốc độ tự động thực sự từ xa. Một người đã phát hiện ra chiếc camera này, chia sẻ hình ảnh lên một nhóm Facebook địa phương, cho biết rằng họ đã nghĩ mình bị điên khi thấy camera mà không có biển báo. Sau khi kiểm tra kỹ, họ nhận ra đây chỉ là một tấm ván ép. Bài đăng đã thu hút gần 100 lượt phản ứng và khoảng 50 bình luận. Nhiều người đã gọi đây là một cái bẫy cho những tài xế lái nhanh, trong khi những người khác nhận xét rằng ý tưởng này thật ấn tượng. Một cư dân sống trên đường đã giải thích lý do cho việc lắp đặt này, nhấn mạnh tốc độ giới hạn 40 km/h và hiện diện của trẻ em đang chơi trên đường. Do công trình xây dựng ở đường lân cận, con đường này đã trở thành lộ giao thông chính, khiến tài xế chạy khoảng 60-65 km/h và thường xuyên phân tâm. Tuy nhiên, bất kể sự ủng hộ hay là phản đối từ công chúng, chiếc hộp này có thể bị coi là vi phạm pháp luật vì điều 950 của quy định thành phố Toronto quy định rằng không ai được đặt, duy trì hoặc hiển thị bất kỳ biển báo tín hiệu nào có vẻ như là một biển báo được ủy quyền. Một người đàn ông ở Edmonton đã dùng phả hệ di truyền để giúp giải quyết các vụ án chưa có lời giải. Bradley Pearson, người sáng lập công ty Trovi, đang hỗ trợ cảnh sát Canada giải quyết các vụ án chưa được giải quyết thông qua phả hệ di truyền. Ông đã xuất hiện trên chương trình CTV Morning Live để giải thích cách thức hoạt động của phương pháp này. Pearson đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà phả hệ học giúp mọi người tìm cha mẹ ruột. Sau khi giải quyết khoảng 100 vụ, ông nhận ra rằng phương pháp này có thể áp dụng để giúp giải quyết các vụ án hình sự. Bằng cách sử dụng DNA từ những người tình nguyện, ông có thể xác định danh tính các nạn nhân và nghi phạm thông qua việc phân tích mối quan hệ di truyền. Một trong những vụ án nổi bật mà ông đã giải quyết là vụ Hồ Huron John Dewey. Nạn nhân được xác định là Ranette Michael Nelson đã khai sai tên, khiến danh tính của ông bị nhầm lẫn trong 7 năm. Pearson cũng đang làm việc với các cộng đồng thổ dân để hỗ trợ xét nghiệm DNA giúp tìm kiếm những người mất tích và nạn nhân của các trường nội trú. Công nghệ hiện tại cho phép xác định danh tính nạn nhân từ những vụ án xảy ra từ hơn một thập kỷ trước. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada tương đương với 0,7422 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6646 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.353 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 24.723 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 2.672,44 đồng đô la Mỹ, tương đương với 3.600,05 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.